Hello, xin chào mọi người lại quay trở lại với kênh Gà Ta Miền Nam. Thì hôm nay thật sự là một đàn gà tre đẹp mọi người. Gà tre cuối chuồng, gà tre nó đang già, có nhiều con mái còn muốn rớt hột rồi nha mọi người. Đây, quay cho mọi người xem nhé. Tắt đèn cho nó con, sáng không? À, nhiều khi mình ở trong cái chỗ này nó hơi tối mọi người, bật đèn lên nó bị nóa. Ủa, mái đẹp chưa? Nhức nách chưa? Mái kìa, nhìn đã mọi người, chạy nhìn đã lắm, nhìn ở cận cảnh nó sướng mọi người ơi, cận cảnh con gà tre nó mới nhìn nó mới đã này nhỉ. Ngược nắng nhưng mà mình cố gắng để cho camera nó dễ nhìn để cho mọi người thấy, mọi người đẹp mắt mọi người này, to ơi to chưa này, đẹp lông ruồi đẹp lắm mọi người, kinh thật. Bầy gà tre này rất to đấy, đẹp không? Quá tuyệt vời luôn nha mọi người. Tuyệt vời luôn. Sống mái đều rất to nha mọi người. Quay để cho mọi người chiêm ngưỡng nha mọi người ơi. Bầy gà tre khỏe mạnh. Tre này thả, người ta thả khá là rộng nha mọi người, nên là nó mới được khỏe mạnh như này nha mọi người. Khá rộng. Động phát là nó chạy liền. Tre già ngon. Đẹp mã. Rất đẹp mã nhỉ, kinh khủng thật đấy chứ. Đấy, đẹp mã chưa này. Mùa hết nó về một chỗ cho mọi người xem nhé. Đi chậm chậm nha, chậm chậm cho mọi người nhìn nhá. Thấy chưa, đấy to chưa, tre to mọi người, ký rưỡi và trống tầm ký rưỡi ký bảy nhá. Thậm chí có hôm mình bắt ký 8 luôn nha mọi người, thậm chí có ngày còn ký 8 luôn à, chân có cựa luôn mọi người à, thấy không, cựa này đấy, thậm chí còn có cựa, cựa to nha mọi người, cựa to luôn đấy, ghê không, ui vỗ cánh à, ui xời, mái này đỏ màu đã lắm, khá là ok nha mọi người, tre này thì khá là ok, đạt chất lượng, chất lượng đẹp quá, đẹp lắm mọi người ạ. Đẹp chưa? Đấy. Qua nhiều con nó nhỏ nhìn nó đã, nhìn nó muốn bắt về nuôi ấy, mọi người đuôi này. À, thì cho mọi người xem cái con này. Đấy, ấy sợi rồi. Ôi trời ơi chạy à? Đồng đuôi à? Tối quá mọi người. Không bắt. Đấy, con này nè. Ấy rồi đẹp không? Sợi đã nhá. À, đấy. Đã chưa? À, đẹp ha. À, lồng đuôi dài như kiểu lông con công ấy chứ. Con nào cũng vậy mọi người ạ. Lồng đuôi rất dài nhá. Ôi trời ơi này, lông này. À, đẹp ơi. Quá đẹp mọi người ạ. Mặt già. Đấy. Ủa, con này mới ghê này mọi người. Cho mọi người coi cái con này này. Nó dài chưa? Người nó dài đòn chưa? Quật à, đấy. Ê, ê. À, ghê ha. Con mái à. Mái mập lắm. Mọi người nhìn kỹ nhá. À. Đấy, mái mập lắm mọi người, mái này, ui rồi ôi, đẹp không? Đấy, về cho nó đẻ tốt mọi người, đẻ thoải mái luôn á. Hôm nay chia sẻ cho mọi người cái bầy gà tre khá là đẹp nhá, trong ngày. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho Gà Ta Miền Nam. Chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Gà tre thì bữa nay nó lên hơn là gà Bình Định thì xuống, còn gà tre thì lên nhá mọi người. Đấy. Quá đẹp luôn mọi người. Quá tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.